tăng rồi đó. Ở ngoài xe điện mình đi từ từ được. Chiếc nó chạy nhưng mà cũng không mà chỉ bị dồ. Alo. Có em 150. À, thai hả? Thai thì 20. Đúng rồi, siêu vàng hạnh đó em. Dạ. Yeah.
cho mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chắc anh hai xe hạ luôn á. Cho miếng gió vô đi, miếng gió về á. Phải mà dây đờn mà nó căng quá là để cái tăng đứt. Thì nó thắng là nó làm rõ hết rồi. Đáng được rồi. Chơi á, chơi nó thì đầu tư mấy ngày chơi thôi. Này chơi chán rồi. Chán rồi. Chơi làm đúng không? Nói gì tháo ra đập lại để luôn hả? Để ở được không? Để lái được. Mới hạ chạy cũng đẹp. Bỏ đủ mẹ đường không mẹ đúng rồi. Không thôi, không thôi. Có chiến lợi phẩm rồi hả? Nhé, 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 nhau luôn á, bộ giúp nhau mà. Đi bộ luôn. Đi bộ. Đi xe đi trước. Không ai người gì hết, chúng mình tự tư. Khổ quá đi. Xíu bữa boss ra vào với anh nghe kìa. Đi đồ ra ly kìa. Dạ các bạn. Kiếm này nó ăn một tòi nữa. Tròn luôn. Bước lên. Để bụng bọc ra. Đóng gì vậy? Không, để nhông nè, cái nhông nè. Để hai chiếc kè đâu hả? Ủa, lông vô nó ra lông. Không ăn non cũng kỹ ra nó nhậu mà nó chơi đâu à, cái ra nhậu gì thôi đó sao cả tư cùng chơi cái sao nó nóng quá nó mới chảy nhựa. Thank you.
quá ông giao hết nguyên mẹ rồi. Xe đâu? Xe ra nó nhậu mà. Em có cảm giác nó kỳ kỳ sao? Quá là hai cái chạy em xuống ngoài.